tôi đâu phải mà nó ở với tôi từ nhỏ lớn mà vậy nó bị vậy rồi tôi bỏ nó đâu. Đi theo trên cha. Nó theo bên cha đó chứ không phải mà nó ở bên tôi mà nó bị vậy rồi tôi bỏ nó đâu. Đi sẵn rồi nói. Nhưng mà gia đình á thì ai hoàn cảnh ai nha. Trời ơi nó ngủ vậy đó hả? Mỗi lần nó đằng đẵng. Vậy nó dọn rồi. Bỏ gì? Trời. Đó, thấy ăn uống không đó. Vậy đó hả? Trời. Chắc chỗ nó nóng quá. Đó đó đó. Nó nóng qua đâu không biết nữa. Đó đó, đây nè, nó nóng đây nè. Đó, vậy nè. Bây giờ đứt ruột gan chưa? Người nắng muốn chết mà. Nắng gì lo nó. Cấm. Giờ giờ dẫn tới chỗ kia nha cả nhà. Mẹ của Tâm đi về cho coi. Dẫn lại chỗ ngủ cho coi nè. Có thuốc của em nè. Giờ không về nữa thôi bó tay luôn. Đi về cứ vợ nghe Tâm. Tâm ơi. Đang giữ nè Tâm. Ừ. Đi về cứ vợ ha. Đi không? Anh ra kiếm vợ cho. Hiểu không? Hả? Chịu không? Cười miếng mới chạy. Nhớ không? Ồ. Này mẹ Tâm xuống luôn cả nhà ơi. Rồi để bây giờ làm giấy rồi để sẽ đưa Tâm đi trị bệnh luôn. Ha. Nói chung đây là điều mà rất là nhiều cô chú mong muốn giúp cho Tâm là chỉ có cách như vậy thôi. Chứ còn ở ngoài hoài thì cũng vậy à. Ở ngoài hoài thì Tâm vẫn vậy ha. Thì xin làm giấy xong rồi để mà cho Tâm đi chữa bệnh luôn đó, mới được. Nếu mà có giấy đầy đủ thì sẽ cái số tiền nó sẽ đỡ hơn. Được giảm tiền cả nhà. Giờ dẫn về nha, không đợi mẹ đi chứ vậy. Đó. Giờ về xếp ba lô đây rồi chuẩn bị đi nè. Nhà bà nội đây hả? Bà nội đi rồi đâu có nhà đâu. Đâu vô trong coi. Cô nói cô kia nói cho gạo cho mì rồi thức ăn là Tâm dục hết trơn cả nhà. Ha. Có ông chú hết thứ rồi được hết trơn rồi. Đó. Tiếp tục ha. À đó, ba lô đồ đạc thì từ lưa ở đây dân nè. Rồi giờ mẹ với dì Út cũng tới ha. Nhà bà nội đây hả dì? Rồi bà nội giờ đâu có ở đây ha. Bà nội không, giờ bà nội nó ở trên nhỏ em. Bà nội giờ đi Bình Dương rồi. Giờ khóa cửa rồi. Ừ, bà đi Bình Dương bà nuôi bà. Đây vô trong cháu. Vô trong không? Rồi thấy cái cảnh này đi rồi. Ôi trời ơi, nó ngủ vậy đó hả? Mỗi lần nó đằng đẵng. Vậy nó dọn rồi. Bỏ gì? Trời trời. Đó, thấy ăn uống không đó. Vậy đó hả? Ôi trời. Là chắc chỗ nó nóng quá. Đó đó đó, nó nóng qua đâu không biết nữa. Đó đó, đây nè, nó nóng đây nè. Đó, vậy nè. Bây giờ đứt ruột gan chưa? Người nắng muốn chết mà. Nó hầm quá trời hầm luôn á. Đâu rồi coi mẹ coi ba lô trong đó để gì trong đó rồi. Coi có gì trong đây không, đi hôm đồ nhiều lắm. Tay gì đó, trời đồ nó nhiều dữ lắm, đợt nó đi lấy đồ nhiều dữ lắm. Này hai bộ có nhiều đâu, nhiều dữ lắm. Xỉu à, giờ chứ. Gỡ quẩy cái bậy mấy chục ký lô. Chắc nó bỏ rồi chển rồi chứ gì. Nhiều quá. Nhiều quá quẩy nặng. Không có gì chân học quẹt cái kem đánh răng nè. Quẹt cái kem đánh răng xong mà. Nè, kem đánh răng. Người ta cho nguyên cái nước dục đó trơn rồi kìa. Nước nè, nước mấy xuống người ta cho dục vậy hả? Thường ta cho mà không uống nè. Xuống uống nước địa với á. Trời ơi trời, nước xuống người ta cho mà không uống đem đi dục. Xong uống sao nước xuống người ta cho không uống? Hả? Người để uống nước xong chi vậy? Cái nền này bên đây là cũng của bà ngoại hay gì? Ở bà nội hay gì? Của bà nội nữa. Dạ.
nay đổi thành trên gốc xíu sữa rồi, không có dừa nước, nữa. Dạ, dừa nước đang dọn sang chút lỏng. Ở chỗ đắng vô chỗ một lần nó ở đằng đó đó. Dạ. Chút lỏng rồi. Tôi làm lậu á. Rồi chị thấy cảnh này sao? Để đi rồi giờ cho em nói chị vậy đó. Chị người mẹ mình cũng có trách nhiệm, tại vì có nhiều người ta thắc mắc, ta nói tại sao mà mẹ không ấy. Thì bây giờ ai có làm gì làm, người ta có nhận tiền như thế nào người ta chịu đi, lương tâm người ta bị cắn rứt đi. Bây giờ chị giúp cho nó. Thì trước mắt mấy cái quần mới đâu hết trơn rồi, mấy cái quần mới người ta cho nhóc hết trơn đâu hết trơn rồi, không thấy nữa. Giấy tờ rồi xong rồi đi rồi có giảm được phân nửa cũng đỡ tiền. Không, nó nói giảm 100% là đúng rồi đó. Quan trọng là mình có giấy để làm giấy cho nó. Qua lưỡi làm giấy đừng đưa vô bệnh viện. Chứ giờ phải không có lưỡi gì thứ hai đi làm được. Thứ hai giờ ta nghỉ tới 4-5 ngày. Nghỉ lưỡi, nghỉ lưỡi, qua lưỡi mới làm. Làm đâu. Canh qua lễ thì rồi suốt. Mà mình phải chịu khó đi về vài lần mới được. Thì nói đó chung, mình nói thứ nhất là chị phải xuống nói tình trạng của Tâm, Tâm nó vậy 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 đó, người nói người ta để tôi làm giấy xong rồi tôi cho nó vô trong kia để cho nó người ta chỉ. Chứ giờ đưa nó vô bệnh viện chứ giờ không cho nó ngoài đây nữa, ngoài đây thì nó cũng giờ không có hỏi ý kiến ông Tâm nữa, giờ quyết định giờ luôn. Giờ quyết định là chứ không giờ không hỏi theo ý nó nữa. Hỏi nó cũng không có chịu nữa, giờ cũng bữa hôm cũng hỏi nó rồi. Cái này là được mình hổm tốt cho nó, mình giúp cho nó để sau này nè, tốt cho nó chứ cưới vợ nữa phải đời được đâu. Bởi vì ví dụ mà nó mà khỏe lại nó đi làm chị cũng đỡ rồi, chị đâu phải lo hoài đang lớn rồi. Bởi vì rồi nó cũng lo cho nó hết bệnh rồi nó mằn mụn rồi còn vợ con nữa. Lúc trước nó tỉnh tỉnh là nó cũng tâm sự nó muốn có vợ ha. Rồi thì lúc tôi rước nó về mấy tháng đầu đó về cũng hai mẹ con cũng khổ đi lục mít sống đó. Rồi nó cũng nói giờ mua nó chiếc xe đi rồi đặng nó chạy nó đi làm rồi đặng nó có vợ. Rồi nói chừng nào mày khỏe mạnh mới mua với mấy cưới vợ được chứ giờ còn bệnh cưới vợ ai mà chịu. Còn nói nó vậy đó. Chứ giờ mà cưới vợ rồi đâu có mặn gì nuôi người ta mà cưới vợ về sao nuôi nổi. Đúng rồi. Nó rồi mới khuyên nó mới nói nó vậy đó. Rồi cái nó ở đâu dài ngày cái nó đi, nó muốn đi là đi hà. Vậy chịu ha, giờ là về xong rồi là đi cưới vợ luôn nha. Rồi vô bệnh viện mẹ đó, chịu rồi vô đó. Bệnh viện ở đi rồi vô bệnh viện chỉ hết bệnh đi rồi về rồi khỏe mạnh rồi mới cưới vợ được. Vô đó biết đâu gặp ta thắc mắc người ta nói chị Nguyệt sao mà chị làm mẹ mà chị không lo mà để lúc trước để cho bà Sáu lo là như thế nào, chị Nguyệt có thể nói rõ lên cho. Trời ơi lúc trước á nói chung á là tôi đi mặn sầu riêng không có biết. Rồi bà chị thứ hai với con Hồng á là giấu là bà thứ sáu nha. Là bà thứ sáu đó là đi rước thằng này là không có cho tôi hay là rước cái đằng đó đó. Rồi không có cho tôi hay là lén rồi đầu lén rồi rước luôn đó rồi đầu từ qua tôi hay tới chừng tôi hay tôi qua rước thì nó không cho. Nó không cho rước mà tại vì thằng này nó đi nó ở với cha nó là hồi 5 tuổi tới giờ chứ không phải là tôi nuôi nó. Là nó theo cha nó hồi nhỏ. Rồi sau đó nó lớn trưởng thành cũng đi làm. Nó cũng rồi. Đi theo bố nó làm trên Bình Dương á chứ nói chung là nó đi hồi lúc là 5 tuổi đó tới nó theo cha vậy nó là đó. Đâu có trách chị nó chứ không phải là nữa. Nó ở với tôi mà tôi bỏ nó tại vậy. Ta không hiểu ta nói tại sao bà vô tâm mà cái con mà như vậy bà không nuôi mà để bỏ vậy. Vậy sao quần đẩy bà sao? Tức là chị Nguyệt với chồng là ly dị. Ly dị rồi đi theo Tâm đi theo ông nội bà nội. Ừ. Rồi thằng nhỏ đó đi theo ai theo chị hả? Thằng nhỏ cũng như là tôi lúc tôi nuôi thằng này là hồi nhỏ hai đứa luôn. Rồi xong tới chừng mà tôi nuôi hai thằng này thì thằng kia còn nhỏ, còn thằng này mới 4 tuổi mấy năm tuổi hà, rồi bên nội nó lên rước. Là lúc ông Cóc nó dưới là ông nội nó lên rước. Rồi đầu là đứa mà nói hồi giờ trên tôi cũng khổ rồi nói hồi giờ đứa nuôi đứa. Nó rồi cũng là trước khi mà lên rước là không có tôi nhà tôi đi làm. Rồi tới chừng ông già tôi ông mới nói là bên nội nó lên rước thằng này rồi mà rước luôn hai thằng mà thằng kia nó không đi. Rồi cuối cùng thằng này nó đi là ông Cóc nó mua cho nó bịch bánh là dụ nó là nó đi đó. Rồi tới chừng tôi hay tôi về tôi đi xuống đây rước mà bên này không cho rước, bên nội nó không cho rước, nó để đây cho đi học. Đây là nhà nội đó. Rồi giật dành tới giờ lớn luôn đó là tới bây giờ luôn đó. Rồi đợt rồi đầu cha nó chết rồi nó cũng về kiếm tôi mà nó không biết nhà trên tôi. Rồi đầu mới theo bút nó ngoài Bình Dương quá, rồi đầu tôi mới ra tới Bình Dương mới rước mày qua nhà trọ chơi, lúc đó là rước tôi mặn chảnh rồi rước nó qua nhà trọ ở cũng đâu cũng cả tháng rồi nó mới về bên bút nó đi mằn. Rồi sau này nó về đây là tôi cũng không biết luôn, nó về đây là nó bị vậy tôi cũng không biết, là lúc cha nó còn sống á, rồi tới cha nó chết rồi nó mới đi lang thang đó. Chứ tôi đâu phải mà nó ở với tôi từ nhỏ lớn mà vậy nó bị vậy rồi tôi bỏ nó đâu. Đi theo trên cha. Nó theo bên cha đó chứ không phải mà nó ở bên tôi mà nó bị vậy rồi tôi bỏ nó đâu. Đi sẵn rồi nói. Nhưng mà gia đình á thì ai hoàn cảnh ai đã biết, cũng như là cuộc sống của
chị Nguyệt cũng như chồng chị nó không hạnh phúc, rồi mỗi người là mỗi nơi, rồi cũng như hồi còn nhỏ thôi, còn nhỏ là người rồi mình cũng có gia đình riêng đúng không, rồi con thì chia ra nuôi à. Rồi sau này thì chứ không phải là chị Nguyệt chứ nó không có vô tâm là vậy á cả nhà, không phải là bà vô tâm mà có nghĩa là đi theo ông nội bà nội rồi nuôi từ nhỏ, sau này thì chị Nguyệt cũng nghe tin thì cũng có lo nuôi tới 5 tuổi ha. Dạ cũng à. Như hồi nhỏ là tôi bồng chấm lúc tôi ở bên này nè ừ. Là đầu là cũng như cha nó quýnh tôi quá đi, cũng như ăn nhậu về quýnh đập quá trời đó, rồi đầu mấy bồng chấm mấy này về chợ đây ở luôn nè. Yeah. Rồi đầu tôi mấy bồng mấy đứa này đi về chợ anh ở được tới 5 tuổi, 4 tuổi mấy 5 tuổi rồi cha lên rước thằng này, bên nội rước chứ cha nó không có lên nữa. Rồi ông Cóc nó với ông nội nó lên rước thằng này nè. Có nhiều người ta nói vậy đó, mình tại sao mà gì mà nuôi mà sao mẹ không nuôi. Rồi cho nên là cái sao thằng này nó bị vậy là ta mới thấy ta đăng lên đó là con nhỏ kia mới hước tôi, nó mới nói với bà chị là mới đi giành giật mới đi rước thằng này nè. Chứ lúc là tôi đâu có biết. Yeah. Nó chứ không phải là phải như nó còn nó lên nó nói là nó nuôi hai thằng, nó có nuôi ngày nào ông ngoại nó nuôi không chứ nó có nuôi ngày nào đâu. Mà nó nói rồi nói chung bữa nay chị Nguyệt xuống cũng thấy cái cảnh con rồi, cái lúc này cái cảm xúc của chị như thế nào? Mình thấy nó vậy tôi cũng chịu nổi, tại vì lúc mà con Hồng nó rước đợt hổm nó rước về dưới đó mà tôi xuống chứ tôi cũng đi tính đi xuống vô rước nó mà tôi đi rồi tôi không có vô, mà tôi sợ bên bển này kia tôi không dám vô rước nó, rồi từ mấy bữa nay tôi hay nó đây nè tôi mới xuống nè. Bây giờ hai mẹ con rồi giờ mình tính giờ ship đồ luôn hồi đi luôn hay sao? Giờ rồi đưa vô bệnh viện luôn hay gì hay sao? Phải làm giấy tờ làm giấy mới đưa vô được chứ giờ nhưng mà ở với bà vài bữa đi. Ở rồi tao ở chỗ làm sao ở được nữa nè, không biết nữa. Nhà trọ đi, ở trọ hay giờ có môn gì mướn nhà chứ giờ ở chỗ làm rồi sao? Rồi chợ trên cảnh có cái bụi lùm nào không, gần đó không, che ngủ đỡ đi. Giờ về cho nó lo cho nó vài ngày đi rồi qua lễ đó nè. Ông Thái ở cái bụi này nè. Chị có đi làm vẫn đi theo làm luôn. Nói chung chịu khó thì chị mấy ngày à. Rồi người ta ở đây xong rồi làm giấy tờ cái đó. Chị kia chỉ cũng nói là hồi nãy ông chú kia nói là nếu mà Tâm làm giấy là bả phụ cho phân nửa đó. Đó. Mình làm giấy trời thì có gì đâu. Còn cái chủ yếu làm thôi. Giấy cho nó vô trọng cho rồi chứ. Chứ mà chị không làm nghe mốt mà có cái chuyện gì xảy ra là chị cũng là người chịu trách nhiệm á. Bởi vì giờ à. Nó từ hôm đó nay rồi phải nhìn nó ở với tôi mà nó uống thuốc men thì nó cũng đỡ dữ lắm, bả vậy dữ lắm rồi mà. Yeah, đi đâu kìa. Đi đâu hả? À? Dì Út. Dì Út. Mình thấy như thế nào dì Út. Chạy đi mày nhắn lo hỗ trợ nó. Nói sao giờ nữa. Dạ. Thấy biết nói sao giờ. Giờ phụ làm giấy đi nha. Bây giờ em cũng kêu bả đó làm giấy tờ đưa vô bệnh viện. Nhìn vậy giờ vô bệnh viện nè. Nói tới nó lui gì cái chuyện kia nó kệ. Chuyện kia thì từ từ tính sao, đây chị bệnh xong tính. Giờ còn không đưa vô bệnh viện luôn nha. Nha. Không có hỏi nó nữa. Không còn không giờ đưa đại vô bệnh viện không đi được. Rồi giấy tờ đâu mà chị không có chứng minh không có gì sao giữ. Dạ không có chứng minh không có gì cho người sao ai sao quản lý. Không có phải làm giấy mới được. Giấy tờ đưa vô người ta mới giải quyết cho mình. Làm giấy đi qua cái lễ đi rồi đói bụng hay gì. Giờ trước tiên rồi rước nó về cho nó ở nhà trọ với bà đi. Tâm là đất là đói bụng ăn mạnh luôn rồi. Thôi kệ đi ha rồi coi. Bây giờ mình muốn vô đâu phải là vô được, mình phải làm giấy rõ ràng. Vô phải biết nguồn gốc chứ. Nguồn gốc chứ đâu phải khơi mình lấy được. Thì bây giờ cứ tới lễ rồi xong rồi chị cứ làm giấy cho nó đi ha. Ăn lễ đi xong đi rồi làm. Giờ dẫn về chảnh chơi đi. Ăn lễ đi. Về chảnh gọi đầu đồ đi. Tắm vô gọi đầu cho nó. Bà chảy chỗ nào chỗ gọi đầu á. Gọi đầu cho nó cái cho mát. Gọi đầu cho mát là tỉnh lại hả? Đó, hôm bữa nó nói tâm sự chị vậy đó, không hiểu nó trời. Mình làm mẹ mình có hiểu. Chị giờ ship đồ đi chứ. Là năm nay chính xác nhiêu tuổi rồi chị? 18 tuổi gì. Nhiêu? 18 tuổi gì. Ủa 28. 28. 28. Đó. Bây giờ 27 28 tuổi rồi còn gì nữa. Ngoài kiếm chỗ nào gội đầu mát mát, gội đầu cho nó một cái. Kìa, giờ ship đồ lại nè. Tâm. Xếp đồ đi gọi đầu nè. Đi một xe sao đi vậy? Không có được, bây giờ có ngồi xe ôm mắc lắm. Ôm đi chảnh mắc lắm. Xe ôm từ đây tới Cần Thơ mắc lắm. Bây giờ có xe đò thì phải mình lên xe đò. Xe đò không sao lên nè. Xe đò nước suối thì nhóc hết trơn, đi dục hết trơn, trời. Thằng gì đâu nó uống nước ngọt không à, nước suối nó uống cứ dữ không à. Ở đây có bến xe nào không ta? Ở đây chị có biết cái bánh xe nào không? Không, tôi đâu có gặp đây đâu. Bánh xe ngọt rồi uống nước mắt.
À, cái này bánh xe thì cho mẹ đi với ông Tâm, rồi chị dì Út thì chạy xe về. Đi không, đi về, bây giờ thay xe đi về. Khỏi hỏi gì với cuộn đồ rồi xong đi luôn à. Rồi gom đồ đi Tâm ơi. Gom đồ vô nè, xếp đồ đi. Rồi, rồi gom đồ vô. Máu rồi kìa trời. Nè, rồi giờ mẹ xếp đồ luôn đi. Mấy cây đồ nó, cây trời trời, quần áo gì đâu. Lên đường về với mẹ. Ba cái đồ mới đâu có trơn rồi, ba cái đồ người ta cho nó, đồ xịn đâu có trơn. Ba xếp đồ nè, xếp đồ đi nè. Đây cũng cỡ 4 bộ à. Cái ba cái quần đồ chất bỏ dưới hết. Đấy, rồi cái gì đồ vậy cứ dở nha à, trời nắng này kinh đâu sao chịu nổi. Giờ quần áo như ông mài lúc ở đó hay quần áo chứ giặt đồ cho nó ha, là nó không có giặt luôn á, ta cho đồ nhóc luôn, ta cho đồ xịn không mà mờ cái nó bận nó không giặt cái đồ giống ăn xin ăn mài ghê luôn. Nó ta ngủ bụi sao mà thấy được, hồi nãy nó quấn chị thấy cái mà nó nằm ấy trời quấn trời mà thấy đi đâu đi nó cũng về đây, đi đâu đi nó cũng về đây. Ừ nó biết sao không chơi, biết sao không nó ở đây hồi nhỏ tới lớn rồi biết sao không, cứ như dạng cha nó chết nằm như khiến nó hay gì á, khiến nó gì đó, cha nó đó chết nằm sau hè này nè, đây hay gì nè, ông có gửi cốt của trong thiêu và gửi trong nhà thờ trên chùa Miên chính đó, chỗ ngang lò thiêu đó, bởi vì con cái nó quấn quýt gần nhà, bởi vì thằng này hồi lúc cha nó còn sống đi theo theo đi theo cũng mới cài với cha nó không đó. Ừ. Đi đâu cũng về đây, đi đâu rồi. Nó cũng đi, nó về đây không, đi đâu đi là nó cũng vài bữa là nó ngóng nó về đây, vài bữa là ngóng về đây hả? Chắc cha nó kêu về á. Ừ. Hỏi ông chú này đi. Ở đây có xe đò nào gần đây, bến xe nào? Này cho nó về nó ăn lễ, đi về ăn lễ thì bà mua cho mấy lon nước mạch rồi đi chở nó đi coi đầu. Trời ơi cứ hai ngày 2-3 lon là ngủ rồi. Có ngày em nghĩ là ở dưới người ta về người ta không lo, cho ăn đi thôi. Đói ha, đói ha. Bây giờ con kia nó về trên đây nữa rồi. Nó về trên đây nữa rồi. Giờ không có YouTube quay á. Đợt này tưởng đâu hút bạc. Tưởng đâu hút bạc rồi ngờ đâu. Hút bạc rồi đổ thừa cho mình nó trơn nó mới ác đạn gì chứ. Múc cơm đút rồi đút cũng cái bà đó thiệt chứ đụng gặp trên tôi thử coi. Thôi. Sao? Tưởng đâu hút bạc hả? Ờ tưởng đâu hút bạc chứ này hút bạc nữa. Tỉnh vô mánh ha. Vô mánh. Bà nội hứa sẽ con tỉnh rồi cho con một cái. Đó nhà. Đó, bởi vì mới nói đó giờ nhắm nuôi bà nhắm bà đòn này một tháng hết bệnh luôn á, cho tiền bà thêm luôn á. Bà nhắm cái nuôi này hết bệnh không một tháng. Bà nói bà đi chở đi thầy. Ừ, đi thầy bà đó hết á mà hết thầm. Một tháng cho tiền bà thêm luôn á. Vòng vòng nó ở dưới đựng tháng không ta? Thôi được. Một tháng đầu tháng mới đây làm gì một tháng? Được không? Chưa được một tháng. Tầm 3 tầng 4 tầng, 3 tầng mấy. Vậy, giờ nói chung là tình mẹ bao la đi chị ơi, chị làm rồi này, giờ ai làm trời biết, giờ ai sống phải gặp phải, còn ai sống không phải thì trời ông nhìn ngó chứ có ở đâu. Trời ơi, tới lúc này tới lúc trước đã nó nói tiền vụ này là tôi đã bỏ qua hết, tôi không có nói rồi ở người ta ra tòa người ta mời luôn, mà tôi nói thôi cái cũng chị em, nói chung cũng tại bà già tôi đó, bên nói thôi chị em cái gì cái cũng chị em thôi, mày bỏ mẹ đi giờ chia cho hai thằng đó được rồi. Cái mình cũng thấy vậy, nghĩ chị em mình đâu có tính tốt với nó. Ờ mình nghĩ chị em mà nó đâu nghĩ mình chị em đâu. Nó, rồi cái mình ta bỏ qua rồi cái nó còn lên, nó còn nói mình ăn hết tiền đó nữa, mình ăn hết trơn số tiền đó nữa, nó gài vô nữa. Chị phải giải thích cho khán giả. Mình phải nói cho khán giả hiểu tại người ta không số tiền này xài đi đâu. Nó tính là cái vụ này chìm lắm luôn rồi. Là hết quay là chìm lắm luôn rồi, là sau một cái đợt này nó đi là đợt này nó mới lòi ra luôn đó chứ không thôi là nó đổ thừa mình, là một lúc đó mình cũng chịu quan rồi. Em quay đó, nó cũng chịu quan rồi, cũng bởi vì cộng đồng mạng nó chửi quá trời chửi, nó nói ăn đó. Người ta nói là mẹ đâu rồi mà để cho dì Sáu nuôi về quá trời tốt rồi. Đó. Mà rút cuộc bể ra là mấy cái lúc mà mới xuống đây rước đầu tiên khóc dữ lắm nha, bả với bà thứ hai nha, nói với bà thứ hai khóc dữ lắm, trời khóc mưa. Khóc dữ dằn luôn á, bởi vì người ta thương từ lúc đó đó. Thì tao do bà không là lúc đó bà phải bà dành bà nuôi gì ngon rồi. Dành nuôi gì phải mình biết đâu, đi lén với mình đi không cho mình hay nữa rồi lấy gì biết. Tiền quá trời cái bà xuất hiện cái người ta nói trời ơi. Bởi vì tiền quá trời cho nên mấy xuất hiện đó, bởi vì mang tiếng cho tôi đó. Bà lô lên như kéo sang tiền không được cái gì. Có hư sang tiền rồi có đâu. Cái màn này sao? Cái màn bỏ chứ chip lấy chi trời. Dám đâu à, cái màn này ổng đi đem theo dữ lắm á. Ờ nước suối. Kệ đây nữa nè, nước suối này nữa nè. Cái quen mùi rồi, chip lại vũ vũ. Chip lại đi. Cái màn này lâu lắm rồi đó. Cỡ nào nó đi cũng đem cái màn đó đó. Vũ đi. Nói ra nó quay qua kìa thấy không? Cái màn này nước lèo không đó? Nước lèo đó. Bao nhiêu là tinh tí là cái màn này đó. Nó lấy cái bọc của riêng mới được. Cỡ nào nó cũng đem cái màn đấy chứ.
mà về tránh không biết nó đi nữa không nè, ở hai ba bữa nó đi không nữa nè. Bà cho nó ăn lễ đi, bà cho nó ăn ngày về, có về chắc giờ về mướn nhà trọ chứ giờ ừ. Chỗ đâu ở việc bất tử về chỗ đâu ở nữa. Giữ nó vài ngày đi rồi cho nó về Long Bia đó rồi lúa mạch đó. Thôi trời ơi trời, nghĩ sao cho uống bia nó cho chết nữa hay gì? Nghiện cái đó. Không giờ uống bia không chứ đâu. Đó, dưới là nó, bà cho nó ấy rồi. Ở dưới thì khác, ở dưới tôi khác không quốc cho uống bia à. Quốc ca ngủ. Cho gì nó ăn nó ấy rồi. Cho ăn cho uống chứ không có cho dù uống bia uống bọng à. Rồi về bà gọi đầu nó đây, nói gì? Gọi liền nha. Về là đi gọi đầu liền luôn á. Ngộ quá. Rồi lấy không cái gì bỏ vô. Gọi đầu liền. Nó không ngày nó kìa kìa kiếm cái bọc yeah. Không có cái bọc bỏ vô. Về đặt này đàng hoàng nha bạn. Ngày tôi gọi đầu á. Gọi đầu gì không? Đây là chuẩn đi gọi đầu liền ha. Nó kiểu ở đây nó đi xuống đây nữa. Ta đi rồi gắn đồ đó. Chứ phải như bà nội cái nhà nó ấy cho vô ở cũng được. Giờ không có phá khóa hết trơn. Có phá thì gọi đâu vô được. Ừ. Bởi vậy nó mới nằm ở ngoài có ừ. Sữa nè, phải chơi mà được vô thì đâu mà nói. Trời trời nó gành hết trơn, nó biết hết trơn chứ bộ. Đi, tính sao không đổ bỏ, đang lấy cái nồi lại cho lấy nó. Lấy cái nồi cái nồi để lấy làm gì trời. Cái... Bố mẹ đi đi. Nồi điện thoại của người ta đó. Rồi. Hôm nay chuẩn bị về Cần Thơ hả? Thơ. Mẹ nước suối người ta cho không ấy bánh cơm đồ chợ người ta cho nhóc chân nó đem dục hết trơn. Hả? Cái đó người ta cho đó, người ta cho mà dục đó đó. Dục phụ lòng ta mẹ cái thằng này nè. Ta thương ta cho đó. Người ta cho nó ăn mà nó dục vậy đó, giống quỷ không? Cơm cơm gì kìa. Cơm người ta cho với nước suối nè. Lụm đi để tội chết. Dục này lụm cho ăn kìa. Thì lụm. Là chị kia chứ nó cho ngày qua á. Người ta cho nó ăn mà nó dục mà. Nó ta cho tiền đó, nó mua gì mua mà. Cho tiền đâu mua bia nó uống á. Nó mới ngày qua luôn á, nước suối vừa nè, ở đây nữa chị. Rồi hai chai hôm nay còn nguyên. Nguyên hiện đây nè. Nguyên một lóc luôn á, người ta thấy đó nó dục đó. Cho nên là mọi người cho đây hồi xin cái bọc đi rồi gom vô chứ chỗ đâu để. Xin cái bịch nó được. Đó nè kìa, bên đó nè kìa. Ở đây người ta sợ khát nước nè. Ta không có nước ta uống nữa mà. Nước uống mà nó dục. Nó dục. Uống nước đìa được hay thiệt chứ. Xuống cái gạch nó hết gột như đó đó. Mà cái tay cho nước về nó không uống mà nó uống nước dưới sông mới ác chứ. Ở dưới ngọt quá, béo. Ngọt. Béo nữa. Nó uống vậy đó. Tầm hết đôi là vậy đó. Nó uống rồi. Không có cái bịch nữa trời. Mẹ lụm ấy nó đâu rồi? Bánh không? Bánh nè, ngay lúc này Tâm đã đứng hình rồi. Ngay lúc này Tâm chuẩn bị đi về thì có chuẩn bị là mẹ cứ dọn cho nha. Mừng không Tâm? Uống không? Nói cái coi chạy. Mày kiếm cái bọc quá. Bọc ở đâu xin? Hôm bữa bà đang chở kêu vô ghé vô gội đầu có gàng. Bên chùa hả? Không hiểu ý. Về đây bà cho gội đầu nha. Ừ. Phải phải đi bấm bấm nha, miệng cười ha. Đố thật cười đó.